Bình cũng lưu lên em để anh lưu mà được thì em cũng cần gửi. Bắt đầu ấy, mình sẽ còn khoảng hai dọn cuối cùng của cái phần ba dọn cuối cùng của phần cực trị nữa. Ba dọn đều là ba dọn cả tầm tầm trung đấy, tầm không dễ không khó đấy. Em sẽ ghi cái dọn ghi bề này hay à, bề của mình là em sẽ ghi cực trị tiếp theo này. Đây là phần cực trị tiếp theo của ngày hôm qua đấy. Cái dọn dọn là hai điểm cực trị, không phải, đây là phần mỏng, phần mỏng cái dọn toán này. Để tôi. Hai điểm cực trị đối xứng qua một đường thẳng. Hai điểm mà đối xứng qua một đường thẳng thì cái hình ảnh nó sẽ như thế này. Đó, có một cái đường thẳng thì đối xứng qua cái đường thẳng nó sẽ như thế này. Đó, đây là điểm A, điểm B. Em ta dùng cái này đó, có nghĩa là khi mà hai điểm mà đối xứng qua một đường thẳng thì cái đường thẳng sẽ đi qua trung điểm của hai điểm cực trị, được chưa? Rồi, nhưng mà mình lại có một cái định lý về điểm uốn á, mình sẽ nhắc lại về điểm uốn một chút đi. Mình sẽ có một cái điểm đặc biệt của phương trình bậc ba, đó là điểm uốn. Điểm uốn được ký hiệu là điểm U có tọa độ là y0. Y0. Thì cái điểm uốn này sẽ là nghiệm của phương trình y ha phải, trong đó x0 là nghiệm của cái phương trình là y ha phải bằng 0. Điểm uốn đây là đồ thị của phần bậc ba trong trường hợp có hai cực trị này em nè. Điểm uốn chính là điểm ở giữa, chính giữa này chính là điểm mà đỏ ở chính giữa này nè. Điểm uốn này cái tính chất của nó là tâm đối xứng của đồ thị, có nghĩa là khi mà em vẽ một bất kỳ một cái đường thẳng nào đi qua điểm uốn á thì nó sẽ cắt bên này điểm và nó đều là trung điểm hết trơn á. Điểm uốn đều là trung điểm. Và nó còn một cái tính chất đặc biệt nữa là nó chính là trung điểm của hai điểm cực trị đây. Nó chính là trung điểm của đoạn thẳng mà tạo nên bởi hai điểm cực trị. Đó, nó cũng là trung điểm của đoạn thẳng này. Cho nên á, điểm uốn này sẽ là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vì vậy mà nếu mà hai cực trị đối xứng nhau qua một đường thẳng delta thì chúng ta suy ra được rằng á, đường thẳng delta nó của mình á phải đi qua trung điểm, đi qua điểm uốn, đi qua điểm uốn, đi qua cái điểm U này. Bởi vì khi mà hai hai cực trị đối xứng nhau qua một đường thẳng á thì đường thẳng nó sẽ là đài đó, nó đi qua cái trung điểm, mà trung điểm bây giờ nó chính là điểm uốn luôn đấy. Cho nên mình sẽ ghi nhận cái điều đó ấy, sẽ gọi đó là điểm uốn. Xong rồi mình vẽ một số bề đằng này, bởi vì mình biết được cái mấu chốt của nó rồi thì cái việc vẽ của nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ xét một cái bề bất kỳ thì đây, ví dụ như đây em này có ha. Ôi từ 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 đang đi tìm lần la đây nè, đây không nè, nó có ha, là có ha. Gùa ấy là tập hợp tất cả những giá trị thực của thông số m để đồ thị hàm số này có hai điểm AB, so cho có cực trị là hai điểm AB, so cho AB nằm khớp phía và cách đều đường thẳng này. Trước tiên á, là mình sẽ làm một công việc, đó là mình để có hai điểm cực trị á, bữa nay mình nói đúng không, để mà nó có hai điểm cực trị thì nó phải thỏa mãn cái tính chất là b bình phương trừ ba ac lớn hơn không cái đó. Chúng ta lấy b bình phương này, điều kiện để có hai điểm cực trị, được chưa? Như điều kiện để có hai điểm cực trị là con từ từ đang nói là lộn mèo cho nó đi đây 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 hai điểm. Điều kiện hai điểm cực trị của mình là b bình phương trừ bo ac, b bình là bằng trừ m bình, là bằng m bình. Là bằng m bình. M bình thì đó là gì, m bình trừ bo ac là trừ bo nhân 1 phần bo nhân cho m bình trừ 1 nên phải lớn hơn 0. Thì ở đây mình sẽ có là m bình trừ cho m bình cạn 1
lớn hơn không. Đây là điều hiển nhiên này đó, cho nên bây giờ cái điều kiện này mình xét không cần xét nữa. Rồi tiếp theo mình mới đi tới cái chính này, mình thấy là cái hai điểm AB này nằm về hai phía và cách đều đường thẳng này đó, tức là hai đường thẳng này theo phân tích ở trên á thì đường thẳng này nó sẽ đi qua điểm úng, nhớ em, nó nằm khớp phía mà, nằm khớp phía và cách đều này thì đường thẳng nó sẽ đi qua cái trung điểm AB, trung điểm AB, và trung điểm AB chính là điểm úng. Bây giờ mình đi tìm điểm úng, điểm úng được tìm à, mình đi tìm điểm úng. À, điểm úng được tìm bằng cách là mình sẽ đi giải cái phương trình y ha phải bằng không em mày, y ha phải bằng không, nhưng mà tính y phải bằng x bình trừ 2 mx, y ha phải bằng y ha phải bằng 2x trừ cho 2 mà y ha phải bằng không á thì x bằng m, y ha phải bằng không á x bằng m đúng không, y ha phải bằng không thấy trừ 2 m bằng không x bằng m. Nhưng mà đây mới chỉ là đây mới là hình độ điểm úng thôi, làm ra là suy ra tung độ điểm úng, đây tung độ điểm úng thì x bằng m thì y bằng mấy à, em mới đem x cái này em tha lên phương trình ban đầu của em sẽ được y, em sẽ có 1/3 nhân cho m mũ 3 trừ cho m nhân cho m bình, à đúng không, x bằng m mà cộng với lại m bình trừ 1 nhân cho m đó, anh rút gọn một chạp thì rút gọn ở đây có 1/3 mà mũ 3, ở đây có m mũ 3 trừ m, chỉ còn lại là 1/3 m mũ 3 và trừ cho em m mà thôi đó, mình nhanh như thế này cái từ đó em sẽ có được cái tọa độ điểm úng là tọa độ điểm úng bây giờ, điểm úng bây giờ ui ui điểm úng của mình bây giờ nó sẽ có tọa độ là m này với lại 1/3 m mũ 3 trừ m, có vậy là em có được x, em thay x vô tan y, em x vô phương trình ban đầu là em sẽ được y không, là y là đây nè, cho nên điểm úng có tọa độ này, mà theo phân tích của mình á điểm úng sẽ thuộc vô cái đường thẳng d, đường thẳng d có phương trình là y bằng nam x trừ 9 đúng không em. À, một cái điểm nó thuộc vào một đường thẳng thì thay x của cái điểm đó và thay y của đường của điểm đó vào đường thẳng thì xong, chúng ta thay y bằng 1/3 m mũ 3 trừ m, à thay x bằng m trừ cho 9 đó, ví dụ vô đây mình dễ ra m thôi đó, dễ mà dễ dễ thay 1/3 nhân m mũ 1/3 m mũ 3 trừ cho 6 m này cộng 9 này bằng không. Bấm máy tính này, bấm máy tính xem. À, bấm máy tính là 1 9 2 3 1/3 0 trừ 6 9. Ui có nghiệm chi mà xấu quá kìa trời. 1/3 0 trừ 6 9. Tổng tất cả những cái phần tử của x. À, tổng tất cả phần tử của x. À, như đây nè em. À, như đây là em tổng phần tử của ấy trừ b phần tử cho em cua đây nè. À, ở đây mình phải ở đây mình bấm ra ba cái nghiệm á, cái mình đang ba nghiệm nó mình cạn lẹ mày, có thể là nó xấu quét nhưng mà em cũng ghi nó ra ở đây, anh ghi ở đây cho em sẽ menu chính hai ba này viết lại là 1/3 này trừ không này trừ sáu này chín này. Chúng ta sẽ có nghiệm thứ nhất là trừ 4 phích tốm tấm lam, à, nghiệm thứ hai là ui, nghiệm thứ nhất là trừ, trừ 4 phẩy tốm lam này, nghiệm thứ hai là boa này, và nghiệm thứ tư là 1 phẩy tốm lam này. Khi mà em cạn boa nghiệm thì là em sẽ được số 0 ấy mày, đấy thấy không, à, cạn boa nghiệm được số 0. À, bo số này cạn lại thành số 0 này, cộng nó bằng d này. Đây. Thì đó là cái cách giải của những cái bề mà có phong bậc bo này có hai điểm cực trị này.
Hai điểm cực trị nằm khớp phía và cách đề một đường thẳng này. Thì cái đường thẳng nó phải đi qua điểm uốn của đồ thị hàm bậc 3. Mà điểm uốn thì tìm bằng cách dễ phương trình a phải được x. Cái đó tha x vô trang cái bon đào thì sẽ tìm được a, và tha cái điểm uốn nó vô trang cái đường thẳng đi thì sẽ tìm được những cái giá trị này. Được chưa? Đó. Đúng không? Đó là cái bài toán về điểm uốn. Hoặc là có những cái bài khó cũng hoàn toàn tương tự như là à bài này thì khó chút này, bài này cũng có vẻ khó nhưng xin dễ hơn bài này xa à. Trời ơi, em nhìn lại cái bài này một chút đi, có cái vấn đề chỉ cần hủa thì em hủa ngay lúc này đúng không, mà em chỉ cần em hiểu là cái tính chất đó là dùng điểm uốn trang x là đường thẳng đi qua điểm uốn là tìm được điểm uốn thì đây đi qua điểm uốn chưa. Rồi. Ok. Mình sẽ giải thích một số bài ở dưới này nữa hay. Đây. Ví dụ như là bài 13 đi em. Bài 13 này. Đọc đề 13 nha. Cho hàm số với m là thông số thực. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng này. À, cái dòng này có nghĩa là gì? Anh sẽ phiên cái dàn này thành ái cho em cua này. Điểm cực đại là cho là x1 đi, điểm cực tiểu là cho là x2 đi, hai cực trị cho x1 x2 đi à, thì nó lớn hơn trừ 2 và nhỏ hơn 3. Nhớ nghe cái yêu cầu này, điểm cực đại là một trong hai này, điểm cực tiểu là một trong hai này, mà nằm trong khoảng từ trừ 2 tới 3, tức là trừ 2 nhỏ hơn x1 nhỏ hơn 2 nhỏ hơn 3, được chưa? Và x1 x2 là cái chi, nó sẽ là hệ nghiệm của cái phương trình độ hàm. Độ hàm mấy này y phải bằng sai bình trừ cho sá nhân cho m trừ 1 cộng với lại sá nhân cho m trừ 2 đúng không em? À, đúng không? Đây là y phải, chúng ta độ hàm rất là nhanh như thế này. Cái em có được điều gì? À, ý bởi vì x1, x2 là hai điểm cực đại và cực tiểu, cho nên hắn sẽ là nghiệm của phương trình y phải này, và cái yêu cầu bài toán này nè nó trở thành là yêu cầu bài toán này nó tương đương với tìm m để cái phương trình y phải bằng không á có hai nghiệm x1, x2 mà thỏa thỏa cái điều này. Được chưa? À, để xử lý nghiệm của một phương trình bậc 2 hay là bậc 3 thì chúng ta có hai cách. Một là sử dụng định lý về giáo, là mấy cái mà anh nói em mấy bữa viết ra, viết viết lập bảng biến thiên ra, sau đó xem thử cái đoạn nó nằm ở đâu. Ví dụ như trong trường hợp này anh sẽ lập bảng biến thiên này, anh sẽ ghi là x1 ở đây, x2 ở đây, không ở đây, không ở đây, đó như thế này đó. Đó đây là hai hai cực trị của mình, cái giáo của mình á là trang khớp ngùa cùng đúng không em, giáo của mình là trang khớp ngùa cùng, và yêu cầu á là số trừ 2 phải nằm đây và số 3 phải nằm đây, thì chúng ta phiên thành cái cách dễ của mình á là y phải của trừ 2 lớn hơn không và y phải của 3 lớn hơn không. Và tất nhiên kèm thêm một điều kiện về cái trung bình cạn ở dưới nữa. Nhưng mà trang bài toán này á thì mình sẽ không dễ theo cách đó. Bởi vì mình sẽ có một cái cách, đó là em thấy được rằng là khi mà y phải bằng không, tức là y phải phương trình đi này. Phương trình này có thể dễ bằng cách là em sẽ cho làm gì đây? Em sẽ cho em mời 100 để em có thể bấm được máy tính này. Có nghĩa là em muốn dễ này thì em bấm em dễ phương trình bậc 3. Tức là nếu mà cho y phải bằng không thì sẽ tương đương với đó, x bằng máy đó, là x bằng máy đó. Bây giờ em mới bấm bấm dễ phương trình bậc 3, dễ phương trình bậc 2 và chỗ mô có m thì em cho nó bằng 100 này. Mình sẽ bấm như thế này nè, menu he he hệ số đầu tiên sẽ là số xá này đúng không, hệ số tiếp theo sẽ là trừ xá nhân cho 100 trừ 1 đúng không, 100 trừ 1. Hệ số thứ ba sẽ là số xá
nhân cho 100 trừ he. Đó, anh bấm bàn cái thì nó sẽ ra he, he nghiệm. Đó là nghiệm bằng chứng tốm với lại nghiệm bằng màu. À, trừ anh mua vô đi trời. Nghiệm bằng chứng tốm với nghiệm bằng màu thì dạ, nghiệm bằng chứng tốm này á, mình sẽ thay thế nó bằng m trừ he, và nghiệm bằng màu thì mình để im. Tức là mình sẽ có x màu x he là m trừ he với màu. Người ta nói yêu cầu á, là x màu x he thì phải nằm ở trong khoảng từ trừ he tới ba. Cho nên là có một số màu này, số màu thì chắc chắn nó thuộc trong khoảng từ trừ he tới ba rồi. Thì cái yêu cầu bài toán lúc này là cái m trừ he này nó phải thuộc trong đoạn từ trừ he tới ba. M trừ he lớn hơn trừ he và nhỏ hơn ba. M lớn hơn không và nhỏ hơn nam. Dạ, cái m lớn hơn không nhỏ hơn nam. Ồ thế thì m lớn hơn không và nhỏ hơn nam. Thì mới có ấy thì m để hàm số cái điểm cực đại và điểm cực tiểu. Anh Khương chỗ độ hồm y phải nữa là xá m trừ 1 chứ đang trừ xá m trừ 1. À, dấu cạn thì bấm lệ để em bấm lệ. À, chỗ này phải là xá nhân cho 99. Đúng không? Xá nhân 99 là trừ 1 với trừ chứng tốm này mày. Ra nghiệm bằng trừ 1 này với lại trừ chứng tốm này. Được chưa? Thì trừ 1 thì nó cũng thuộc trong khoảng từ trừ 2 tới 3. Thì trừ chứng tốm thì viết lại thành là gì? Chứng tốm á, là m trừ 2 thì trừ chứng tốm á, trừ chứng tốm là trừ của m trừ 2 mày, trừ chứng tốm là m trừ 2. Thì ở đây mình có thêm một dấu trừ cho đi nữa. Đó. Trừ của m trừ 2 nhỏ hơn 3. Rồi. À, từ đây mình dễ ra được là từ từ cũng cũng dễ từ từ thôi cái đúng không? Ở đây mình sẽ đổi cái chiều lên lệ này là he này, m trừ he này, cái trừ ba này, đúng không? Cái m của mình nó sẽ nhỏ hơn 4 và lớn hơn trừ 1. À có đáp án rồi, vấn đề mày. Đó là cách lô mày, mình sẽ học thêm được một cách nên để xử lý nghiệm của phương trình bậc he. Thì đôi khi mình có thể bấm cho m 100 để mình tìm ra luôn cái he nghiệm nó luôn. Chứ mình không phải đạt kháng tan lấy x1 x he rồi mình xử lý kiểu như đây. Mình tìm rõ ràng nó ra luôn nè, trừ của m trừ he hoặc là bằng trừ 1, đúng không? Đó là cách xử lý cái bài này. Rồi đây mình sẽ làm thêm một bài nữa, đó là bài 14 này nè. 14 này nằm trong cái đề, nằm trong cái đề thi giữa kỳ đó, giữa kỳ năm 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 ngúa. Em quan sát bài báo này, bài 14 này. Rồi cho cái này có cái đồ thị C và điểm này, tính tổng các giá trị nguyên dương của M để hàm số có hai điểm cực trị AB, sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 4. À, tam giác ABC có diện tích bằng 4. Dạ. Rồi cái hình ảnh mình sẽ đây nè. Đây là cái đồ thị của mình đây nè. Đây là cái đồ thị của mình. À, và đây là điểm O. Đây là điểm B. Điểm C là một cái điểm nằm ở ngùa này. Đó, tam giác ABC là tam giác này đây. Tam giác ABC là tam giác này đó. Được chưa? Người ta yêu cầu là tam giác ABC phải có diện tích, diện tích nó bằng 4. À, nó mình sẽ lấy cái bằng 4. À, cách lồn là gì? À, mình sẽ nói cách lồn luôn. Mình sẽ có là diện tích tam giác ABC ấy. Nó sẽ bằng đó là chiều cao CH này. Đó, chiều cao CH.
nhân với lại độ dài đoạn thẳng AB mà chia cho he. Đó có đây là chiều cao mà nhân với cạnh đá mà chia he đây. Trong đó chiều cao CH á là khoảng cách từ điểm C. CH là tha thế bằng khoảng cách từ điểm C tới đường thẳng AB. Và độ dài đoạn thẳng AB thì mình để im. Đó, mình chia he như đây. Thì để làm được bài này á thì mình sẽ đi lập phương trình đường thẳng AB ra. Cái mình sử dụng công thức về khoảng cách từ một cái điểm tới một đường thẳng mình học ở lớp 10 á. Thì trang đây chắc chắn nó sẽ có chữ M trong đây nè. AB cũng vậy, AB nó cũng có cạnh M ở trong đây. Có diện tích bằng 4. Bây giờ để lập được phương trình đường thẳng AB thì đường thẳng AB chính là đường thẳng đi qua điểm cực trị của cái hàm số này. Cái bài này chắc anh chị hướng dẫn ấy thôi chứ dễ rồi nó lao lắm. Bước 1 này. Đó là lập phương trình đường thẳng AB. Lập phương trình AB thì mình sẽ lấy y mình chia cho y phải, mình lấy phần dư. Bữa nay mình học bữa hôm qua đúng không? Có nghĩa là để tìm được phương trình đường thẳng đi qua điểm cực trị của hàm số bậc 3 thì mình lấy y mình chia cho y phải rồi mình lấy cái phần dư nó ở dưới chỗ này cuối cùng chỗ này này. Đó. Sau đó mình tính CH. Mình tính khoảng cách từ C tới đoạn thẳng AB. Khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng nó có phương trình cho trước á thì làm ra thì công thức sẽ là nếu mà phương trình ở đây á là phương trình nó có dạng là AX cạnh BI cạnh C bằng 0. Để tính được khoảng cách từ C tới đoạn thẳng AB á thì tha cái tọa điểm C nó vô trang cái phương trình như này em này. Tha tọa điểm C vô trang cái phương trình AB này. Em sẽ có là OA nhân cho màu nhân cho x mà cạnh với lại b nhân cho 4 cạnh với c. Tất nhiên là abc này sẽ theo m này bởi vì chúng ta cộng chữ m đang đây chia cho căn của a bình cạnh cho b bình. Rồi bước 3 là em tính ab, tính độ dài của ab. Để tính được độ dài của ab thì em sẽ làm một cái bước là em sẽ tính luôn cái tính tọa độ điểm a tính tọa độ điểm b ra. Tìm tìm A với lại tìm B ra. Tìm A với tìm B thì làm ra tìm AB của mình á là ha cực trị của cái hàm số này. Cho nên ví dụ để mình cho nên làm ra xúc hình như này chỗ này để tìm được hoành độ của A với B á em phải tính y phải. Y phải bằng 3x bình trừ cho 6mx. Đúng không? Độ hòm rồi đó. Phía này độ hòm hết rồi nè. Em cho y phải bằng 0. Em sẽ được he nghiệm. Cái chỗ này em có thể cho mày một ngàn này. Mày 100 như cái bề ở trên đó. Em sẽ được x bằng 0 và x bằng he mà. Bây giờ x bằng 0, x bằng he mà. Tức là điểm A sẽ có tọa độ là 0, điểm B sẽ có tọa độ là he mà. 0 này là 0 mấy, tha số 0 thì được là 0 trừ he này. Còn he m thì tha vô trắng này tha m tha x bằng he m như vậy em sẽ được bao nhiêu đó. Rồi đó em suy ra độ dài của đoạn thẳng AB đó nó toàn là theo m hết. Cái lấy he này nhân lại chia he và nó sẽ bằng 4 em này. Đó là khi đó em sẽ tìm được m và nó sẽ có những cái đoạn cái yếu tố mà nó sẽ rút với nhau hết. Nó chỉ còn là một cái biểu thức đơn giản thôi. Lồn theo cái hướng này anh sẽ gãy vẽ lên cua xa đấy. Tiếp tục mình sẽ qua phần phần dạng nam đi. Dạng nam này thì bữa nay anh nói là chỗ này công thức nó sửa thành dấu trừ chỗ này hay cái dấu trừ chỗ này hay thì theo mấy công thức này thì mình cũng sẽ làm được hết mấy cái bề đi thấu nó tâm giác đều này. Tâm giác đều thì trừ b mũ 3 bằng 28 a, b là bằng đây nè, a là bằng 1 này, từ đó tìm được m đó. Rồi cuối cùng á là cái bài này viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số này. Bữa nay anh nói rồi đúng không, phương trình đường thẳng nó sẽ là độ hàm tử chia cho độ hàm mão. Độ hàm tử là hai x cạnh he này, hai x cạnh he này
Độ hòa mão là bằng 2 này. Thấy cạnh 2 chia 2 là bằng x cạnh 1 này. Đúng không? X cạnh 1. Rồi. Cái đây, mình làm thử bề bề bóng này để mình củng cố hết chút vậy. Đây là một cái bề chứa m có hai điểm cực trị AB. Hãy tính khoảng cách từ góc tọa độ O tới đường thẳng AB. À, mình sẽ áp dụng cái công thức ở trên luôn nè. Đầu tiên á là phương trình đường thẳng AB là theo công thức của mình á là khi một cái hòm mà có bậc 2 chia bậc 1 thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của cái hòm này được tính bằng công thức là độ hòm tử. Độ hòm tử là hãy cạnh 2 nè. Độ hòm mão là bằng bằng 1 nè. Đó thì nên thôi. Cho nên phương trình của mình á là y bằng 2x cộng 2. Chúng ta viết về dọn là 2x trừ cả y cộng 2 bằng 0. Đó, thì mới có thể áp dụng được công thức ở đây. Thì khoảng cách từ điểm O có tọa độ 0 0 tới đường thẳng này là tính bằng công thức gì? Nó là tha thế điểm O vô trang đây này, đúng không? Nó sẽ bằng là 2 nhân 0 trừ cho 0 cạn 2 mà chia cho căn của đây này, chúng ta có gì nè, căn của A bình cạnh B bình. AB á nó sẽ chính là hai cái hệ số của x với y này, đó là hai bình cạnh với lại trừ một các cõi bình hai phần căn nam này, đáp án A. Đó, được chưa, đáp án A. Cũng có những bề nó có những cái yêu cầu khó một chút. À, ví dụ như là bề 12 ở đây, kim tất cả giá trị của thông số m để có giá trị cực đại là bằng bả. Bây giờ giá trị cực đại là cái chi, hoặc là điểm cực đại là này. Mình sẽ đi thử vẽ cái bề này thử hiện. Mình sẽ vẽ cái bề 12 luôn, đây luôn này, bề 12 này. Và giá trị cực đại bả đúng không? Để tìm được giá trị cực đại thì mình phải tìm được cái điểm cực đại cái đó. Mà để tìm được điểm cực đại thì mình phải coi như là mình đi ra à, mình phải độ hồn ra tính y phải này, y phải bằng u v là 2x cạnh m nhân cho 1 trừ cho vế u là trừ cho 1 nhân cho x bình cạnh mx cạnh 1 chia cho cái này bình x cạnh m có bình. Thì cái này mình được cái gì? Trừ x bình. Trừ x bình trừ m x trừ 1 cạnh cho 2x cạnh m chia cho cái này bình. Thì sẽ bằng là trừ x bình cạn cho x, đạt x ra ngoài này thì ta ngoặc nó còn 2 trừ m và cạn cho m trừ 1 nữa chia cho x cạn m tất cả bình, đúng không? Để giải được cái phương trình mà y phải bằng không á, nó sẽ tương đương với cái tử bằng không mà thôi, không y phải bằng không thì cái tử bằng không, cái tử bằng không a lệ là một phương trình bậc 2 này. Mà để giải được phương trình bậc 2 này á, bấm máy tính này mày, cho mày 100 đây mày. Em thử bấm máy tính cho mày 100 nè. Hệ số đầu tiên sẽ là hệ số Anh Khương Đậu Hùng có sơ không? được không có sai không ạ? U V U anh xe rồi bé ơi, chúc cho anh xe chỗ này có vẻ xe thành trạng như không. Xin lỗi mấy đứa, xin lỗi rồi. Rồi. Đây là u nè. V là x cạnh m nè. Dạ. Thế thì phía xa đây sẽ là chi? Phía xa đây sẽ là Rồi, từ từ nha, lồn lại với anh này. Ở đây là 2x bình. Đó. Cạnh với 2x bình.
cạn mà cạn hê mấy cạn cho mà bình thì ở đây nó sẽ trở về là thời kỳ luôn này là x bình trừ mx đúng không à, kiểm tra giùm anh với mx ở đây là cạn với m bình này. Trừ một đúng không cạn với m bình trừ một cô thấy còn xé với ông hà nào chắc đúng rồi đó cạn với m bình trừ một cái mình bây giờ mình lại bấm máy tính này mà tính cho mày 100 nữa nha mấy đứa cho mày 100 nữa nè 9 he he hệ số thứ nhất là 1 nè hệ số thứ hai là he trăm nè hệ số thứ ba là 100 bình trừ 1 nè đúng không trăm bình trừ 1 mình sẽ được nghiệm là trừ 99 với lại trừ 101 trừ 99 với lại trừ 101 trừ 99 chúng ta viết là thành là trừ của 100 trừ 1 trừ của 101 và viết thành trừ của 100 cả 1 trừ 100 trừ 1 chính là 1 trừ m đây trừ 100 cả 1 là trừ 1 trừ m khi mà mình đã có hai cái điều này rồi ấy thì mình mới có thể lập được cái bảng xét giáo ha, bảng xét giáo x như bình thường thôi em có m em cũng bỏ vô đó rõ ràng là em thấy là trừ 1 trừ m nó sẽ nhỏ hơn 1 trừ m đó không em đây là y phải này không không này đúng không đây cô bao nhiêu bỏ không đây không nha rồi thế mình xét giáo rồi mày các giáo thì cái giáo ngồi cùng ở phía đây này giáo cạn chỗ này này nó sẽ là giáo cạn ở chỗ này giáo trừ giáo cạn nó vẫn là trang khóc ngồi cùng cái mình sẽ có nó lên trên này nó xuống như đây và nó lên như đây đúng không nó lên như đây. Tất nhiên á là sẽ có một cái điểm trừ m ở nằm ở giữa này mà chỗ này mình không có kỹ còn lắm đó, nếu mình muốn kỹ còn là chỗ này có trừ m này à, nhìn kỹ giùm anh nha bởi vì đang là có trừ m ở đây chỗ này mình phải hiểu kỹ để mình đỡ làm lẫn bởi vì ngồi cái việc là cái điểm mà mình cần phải xem xét á, là sẽ là cái điểm mà lồn cho cái độ hồng không xác định nữa độ hồng không xác định thì mình có x bằng trừ m này em này nhưng mà ở đây mình lại không đưa nó vào bởi vì hắn là nghiệm bội he này bội chẵn này chúng ta không đưa vào nhưng mà nếu mà đưa vào á, thì chúng ta đưa vào như thế này trừ m ở đây này ở đây thì có he dấu gạch xuống này ở đây cũng có he dấu gạch xuống này nhưng mà qua bên đây đều là dấu trừ hết bởi vì chẵn á, thì nó giữ nguyên đó, nhưng mà nếu mà không muốn đưa trừ m vô á em có thể vẽ như anh đã được đó, để lỡ mà ví dụ như thầy cô có biểu em vẽ là em cũng vẽ đúng một xíu vậy đúng không nào đó, ở đây xuống như đây đúng không mình phải hiểu cho nó kỹ còn một chút đó, này này rồi trở lại bài toán của mình thì ở đây mình sẽ biết ngay là điểm nào là điểm cực đệ đúng không em chắc chắn là điểm cực đệ là điểm cực đệ là điểm này nè em này đó điểm cực đệ là điểm điểm là x trừ một à, x bằng trừ một trừ m là điểm cực đệ thì làm sao để tìm được giá trị cực đệ y cực đệ có được bằng cách là tha trừ một trừ m cho trang tất cả những cái vị trí này thay dấu vậy x bình thì tha bằng trừ một trừ m tất cả bình x nhân m thì tha bằng m nhân cho trừ 1 trừ m cạn 1 và chia cho x cạn 1 thì tha bằng trừ 1 trừ m cạn 1 và cái này thì người ta nói là nó sẽ bằng bằng bả đó đó thế thôi chứ thì rõ ràng là mình dễ được đúng không này mình dễ được chỗ này là x và đây là x cạn m nên là cạn m đó thì đây
một cái phương trình dưới này là dưới mẫu đi bằng một bằng trừ một này, phương trình bậc hai thôi mà này. Tất nhiên mình sẽ tìm được em mà bao nhiêu. Đó là cách giải của bài này đúng không em? Đó là cách giải của bài này hay chưa? Rồi mình để có một cái bài ở đây anh cố cố tình anh chàng cái chỗ này này để mình lồm lại cái bài chỗ này. Để cô cho nó làm đau rồi. Làm thêm bài này nữa mình qua mình học cái vụ min max. Đây cái bài chỗ này. Chỗ này muốn em lồn thế này. Em nhớ là cách lồn của bài này hả? Bài 19 em. À, quan sát bài 19 này cho cái đồ thị hàm số đó có điểm cực tiểu là A tính A cạnh B tính A cạnh B. Em hiểu rằng á là cái điểm cực tiểu là A, tức là cái điểm cực tiểu đoan là x bằng 2 này, điểm tiểu là A cho nên là x bằng 2. X bằng 2 này á sẽ là nghiệm của cái phương trình y phải, của cái phương trình y phải y bằng không, nhớ điều đó ngay, x bằng 2 nên là nghiệm của phương trình y phải bằng không, bởi vì hắn là điểm cực tiểu mà, là điểm cực tiểu mà, cho nên để dễ được bài này mình sẽ đi dễ, y phải bằng không, y phải bằng không, y phải bằng cái gì, y phải là bằng 3x bình trừ cho 6x cạnh cho he o à, chỉ còn thế mà bởi vì là x bằng 2 này là nghiệm của y phải bằng không, cho nên là nếu mà y phải bằng không á em sẽ tha vô à, em sẽ tha số he vô 3 nhân cho he bình trừ cho 6 nhân he cạnh với he o thì bằng không, từ đó em sẽ dễ được là 24 10 he cạnh he o bằng không, tức là o đơn bạn trừ sáu bạn trừ sáu đây bạn trừ sáu sang rồi á dùng cái dữ kiện còn lại để tính được b, dữ kiện còn lại tính được b là gì, dữ kiện tính được b là dữ kiện bởi vì cái điểm là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số cho nên nguồn là cái việc đáng vai trò là điểm cực tiểu á thì nó cũng là một cái điểm thuộc đồ thị hàm số nữa đúng không em? Đó chính là từ cái việc là tìm được i bằng trừ sáu chúng ta suy ra được là hàm số là y bằng x mũ 3 trừ cho 3 bình cạnh với lại 2 nhân cho trừ sáu nhân cho x là bằng trừ 12x cạnh b. Đó em lại có cái điểm i này có tọa độ là 2 với lại trừ 2. Điểm O này thì thuộc vào cái đồ thị y nó thuộc vào cái đồ thị y bằng x, y bằng x cho nên qua đó em sẽ tha vô, em tha x tha y bằng trừ 2 này và tha x bằng 2 vô tốt Anh Khương, thì đây cho em 12 trừ 12 là hết chứ. 12 trừ 12 lỗi anh nữa, trừ 12 trừ 12 là hết, anh nhân thành 24 xin lỗi. Rồi 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 thì cái này sẽ bằng không đấy mày đúng không, o nó sẽ bằng không, o nó sẽ bằng không nó sẽ bằng không và chỗ này bằng không luôn rồi được chưa. Rồi tiếp tục ấy trừ he tha vô này trừ cho he nhân cho he bình cạnh cho b từ đó mình tính được b bằng trừ he, b bằng trừ he thì o bằng không, b bằng trừ he thì o cạnh b bằng trừ he, b bằng trừ he đáp án là d. Ông lẽ về đây để em có thể dễ cho những cái dọn toán như đây nữa, tức là cái cực tiểu người ta cho cực tiểu hay cực đẻ thì cái hoành độ nó sẽ là nghiệm của phương trình y phải và dựa vào đó mình sẽ tìm được một cái phương trình và khi mà cái điểm cực tiểu thuộc vô cái phương trình y thì em tha vô em sẽ tìm được phương trình rất là dễ hiểu, em tìm được he cái nó ok em à. Nào
Rồi, sang cực trị mình sẽ qua cái file tiếp theo. Đó là cái file về min max. Cái file này thì mình cũng đã ôn sơ sơ ở cái phần trước nè. Cái vấn đề đầu tiên của mình á là cái vấn đề lòng đang để mình có thể nhìn được một cái đồ thị. Nhìn được đồ thị tức là đang nhìn được đồ thị tức là ví dụ bên này. M lớn và M nhỏ lần lượt giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên đoạn từ trừ 1 tới 3. Trên đoạn từ 1 tới 3 thì như thế này, thì M lớn á, chính là cái điểm cao nhất và M nhỏ chính là điểm thấp nhất. M lớn này này, cái này chúng ta sẽ tính được là M lớn là bằng 3, còn M nhỏ thì sẽ bằng trừ 2 này, thấp nhất này sẽ bằng trừ 2, thì M lớn trừ M nhỏ là bằng 5. Đó, nhìn thấy không? Rồi tiếp theo nữa này, đó, mấy bạn này đánh nhau không có chạy. Thứ ba thì cô thì có cái môn khóc khóc si không. Ủa lộn sao mèo đi. Không lộn 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 rồi. Từ từ để mở lộn. Chờ xí hề. Nhưng mà còn cực trị. Tát đi luôn luôn nè. Chờ nó mở lại nè. Nó là đây đây là những bề nhìn nhìn ngắn không có gì hệ nhìn ngắn đây đây ví dụ bề bề tốt tốt cho hàm số liên tục và có bậc biến thiên trên đoạn trừ 1 tới 3 như hình vẽ ban khẳng định là sau đây là đúng. Đây max trên đoạn trừ 1 tới 3 là bằng F0. Đây trên đoạn từ trừ 1 tới 3 này trừ 1 tới 3 thì max á là bằng nam đúng không, bằng nam, nhưng mà thay vì người ta gọi là nam thì người ta cũng có thể có một cách gọi khác á là F0 mình đúng mày đó đúng không. Và má là bạn F0 nam là cô nhất này là bạn F0 mày đó. Còn minh là bạn gì, minh trên đoạn từ trừ 1 tới 3 á thì nó sẽ bằng không đúng không, thấp nhất này và có thể gọi là F1 F trừ 1 cũng được nữa đúng không, F trừ 1 minh là bằng không là bằng F trừ 1, max là bằng nam là bằng F0 đó, giống như thế. Còn cái bài này bài 17 cho bảng xếp giáo độ hồng như sau, mệnh đề là sau đây là đúng. Để làm được cái bài này thì mình mới vẽ mình mới cải thêm như này, cải như này đó, xuống đây cái này đây cái xuống đây, người ta muốn tìm mệnh đề đúng là mát trên đoạn từ từ trừ 1 tới 1 là bằng bao nhiêu, mát trên đoạn từ trừ 1 tới 1 là bao nhiêu. Thì anh thấy là mát trên đoạn từ trừ 1 tới 1 á, là cái điểm cao nhất mà xét trên đoạn từ trừ 1 tới 1. Điểm cao nhất trên đoạn từ trừ 1 tới 1 á, thì mình ở đây mình phân vân giữa cái điểm chỗ này với lại cái điểm chỗ này nữa. Đúng không em? Có hai điểm cao luôn. Và trong những trường hợp như thế này thì mình đâu có biết là cái nào là cao hay đúng không? Nhưng mà người ta lại nói là hắn bằng F0. Xe là F0 là phải nằm đây này. Cho nên là thay vì mát đây thì cái bề cái chỗ này phải sửa thành là min. Thì cái cao này mới đúng. Tiếp theo. Mát trên đoạn từ 0 tới cạn vô cùng là bằng F1, cao này đúng này. Bởi vì em xét trên đoạn từ 0 này em này tới cạn vô cùng á thì điểm cao nhất này, đúng không? Điểm cao lên tới đây thấp xuống này. Điểm cao nhất nó sẽ là chỗ này, chính là F1. Dù là mình không biết cái giá trị nó bằng bao nhiêu nhưng mà cái mát sẽ bằng F1. Đúng không ạ? Tiếp theo ấy, mình muốn làm kiểm tra những cao tiếp theo. Cái min trên đoạn từ trừ vô cùng tới trừ 1 là bằng F trừ 1. Bởi vì đây nó là xe. Rõ ràng là từ trừ vô cùng tới trừ 1 á, thì đo hắn đo như thế nào đây? Hắn đo đi xuống nè. Cho nên cái điểm thấp nhất cái chắc chắn là F trừ 1 rồi. Nhưng mà bởi vì cái việc là chỗ này có vẻ là xuống dưới này nó không có xác định nữa nè. Cho nên là đo có phải là nó có giá trị đúng không mày? Nó không có giá trị nó sẽ không chưa chắc là đúng. Đấy.
và cái cao ở chỗ này. Minh trên đoạn từ trừ mẫu với cạn vô cùng thì bằng F0. Thì điều này có vẻ như nó sai đó chứ. Đây này, em xét trên đoạn từ trừ mẫu tới cạn vô cùng thì cái điểm thấp nhất là từ đây tới đây là F0 này. Nhưng mà khi mà chỗ này chúi xuống á thì chúi xuống túc dưới này luôn nè. Cho nên không có min này, không có giá trị min trên đoạn từ trừ mẫu tới cạn vô cùng. Đó, ngồi cái việc là em làm thì em phải chú ý những cái như đây này đó, nghĩa là trên đoạn là trừ mẫu tới cạn vô cùng thì không có min, bởi vì nó chúi xuống miết này, không có điểm thấp nhất là không có min. À, cái dạng tiếp theo của mình là cái dạng về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số cố định. Cái dạng này mình đã làm rất nhiều, tìm ở chuyên đề trước luôn rồi. Ví dụ đối với cái bài này thì mình sẽ bấm máy tính này, nó máy tính cái hàm số này vô. Mà mất tóm này. Và mình cho chạy từ trừ 1 với 2. Step của mình á là cuối trừ đào chia cho 19 này, chia cho 20 này. Lấy cuối trừ cho đào chia cho 20 hoặc là chia cho 19 cũng được. Chia 19 nếu máy tính em bấm được, chia cho 19. Cái đó muốn tìm cái thì lớn nhất thì em sẽ có hai cái cột này. Một là cột Fx, hai là cột x. Em mới dò trong cái đống này nè. Thì cái nào là lớn nhất á thì đó chính là giá trị lớn nhất. Trong những bài này thì mình sẽ có những cái mà mình cần phải chú ý. Những cái chú ý như là bài mì bả. Cái này bài bả là bài mình cần phải chú ý này. Đó là bài mà chúng ta thấy là người ta không cho cái, người ta sẽ không cho cái khoảng. Để làm được bài này thì mình phải tìm tập xác định trước. Xác định. Để tìm tập xác định thì mình sẽ có là x lớn, x trừ 1 lớn bằng 0. Và 9 trừ x. Và 9 trừ x á, nó sẽ coi như là nhỏ hơn bằng 0. Đúng không? 9 trừ x nó sẽ nhỏ hơn bằng 0. Và như thế thì mình sẽ có là 1 nó sẽ nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 9. Đó, mình sẽ tìm được cái tập xác định của nó là từ từ 1 với 9. Đối với những bài mà không cho khoảng để mình bấm á, thì mình hãy bấm lên tập xác định của hàm số đó. Đối với bài này mình sẽ bấm từ 1 tới 9 nha, 1 tới 9. Bấm 1 tới 9. Để đó, cái bài này người ta còn gọi là tập giá trị này. Đừng làm lẫn tập giá trị với tập xác định nha em, bởi vì tập xác định á là tập của x, còn tập giá trị là tập của y. Cái tập giá trị của một cái hàm số thì nó sẽ đi từ đâu tới đâu. Thì cái tập này nó sẽ đi từ min tới cái max. Cho nên cái việc cần làm của mình trong cái bài này á là tìm được giá trị á, thì mình sẽ tìm min của hàm số trên đoạn từ 1 tới 9. Sau mình tìm max của hàm số trên đoạn từ 1 tới 9. Sau là mình min của hàm số đoạn 1 tới 9 và max, thì sau đó mình làm gì nữa? Sau đó mình điền min max vô. Ví dụ mình tìm ra min bằng 1 và max bằng 9 thì cái tập xác định của mình là từ 1 tới 9. Từ 1 tới 9. 1 tới 9 như đây nghe, 1 tới 9 như đây nghe. Tập giá trị của mình là 1 tới 9 như đây nghe. Còn nếu mình tìm min bằng 2 gang 2 và max bằng 4 thì cái đáp án của mình là ở đây. Nhớ khúc tập giá trị đi nghe em. Tiếp theo. Những bài như đây. Tiếp theo nữa là những bài toán lượng giót. Những bài toán lượng giót mà để mà bấm mà kỹ nhất á thì em hãy làm theo cách này này. Đối với cái bài này là một bài mà mình có thể chuyển chuyển đổi về một chút được. Chuyển như thế nào? Ở đây mình có thể chuyển cái phương trình nó thành là t bình trừ cho 4t trừ nam. Trong đó t là bằng sin x. Nó t là bằng sin x. Mà sin á thì luôn luôn trả từ trừ 1 tới 1. Đó, máu chốc lại với. Cho nên là khi mà em bấm cái này á thì em có thể bấm là t x bình trừ cho 4x trừ nam vô và cho trả từ trừ 1 tới 1, em sẽ có giá trị nhỏ nhất. Đó. Còn một cái lựa chọn khác nữa là đối với những cái bài như đây, 31 như đây. Tức là anh có sin, có cos và có rất là nhiều rối loạn những cái hàm lượng giót. Thì cái cách để mình chúng ta bấm á, là chúng ta chắc nhất là chúng ta chuyển máy tính dọn radian này. Chuyển máy tính về radian. Đánh cánh là nếu mà 570 á thì em sẽ bấm là shift mất 4. Shift mất 4. Còn 580 á em sẽ bấm là shift mode ha ha. Dựa qua đó em sẽ chuyển máy tính gì có chữ R như đây. Sau khi chuyển chữ R mới bấm được ha. Cái đó em bấm table. Em sẽ bấm Fx. Em mode bả đó, mode tóm đó. Sau đó em nhập cái hàm số vô.
và tất nhiên chọn chạy từ không tới bi rồi. Sau đó em cũng lấy step là cuối trừ đào chia 20, hoặc là có một cái cuối trừ đào chia 18 cũng được, hay cuối trừ đào chia 18 cũng được. Đấy. Đó là một cái lưu ý nữa. À, một cái lưu ý nữa là về cái việc là nếu mà Trang đi nó không có cái ví dụ về cái bề như thế, nhưng mà sẽ có những cái bề ở đây đây đây, ủa đây này, xuống dưới đây này này, đây bề một này, đây ở đây người ta mới hướng dẫn em đang lồn theo đây này, đây là những cái bước hướng dẫn em lồn theo từ luận em này, và nó rất là hữu hiệu Trang cái cách để lồn những bề chữ M, nhưng mà mình đang nói về bấm máy. Thì đối với bề đó bấm má rang, nếu muốn bấm từ không tới cạn vô cùng á thì em sẽ bắt đào bằng bao nhiêu? Nhiều bọn sẽ bắt đào bằng không, nhưng mà bây giờ anh không khuyên bắt đào bằng không ấy. Em sẽ bắt đào bằng 0.001 cho anh, bởi vì đang là 0.01, bởi vì số 0 nó không hoàn toàn hiện diện đang đây trong cái tập này, không có số 0. Mà khi em bấm 0.001 rất là thực tế là sẽ tỏa những cái số mà nằm gần số 0 nhưng mà nó không đụng tới số 0, tức là 0.001, và n của mình á nó sẽ đại diện cho cạn vô cùng, n nó sẽ là 10. Ok, n nó sẽ là 10. Và step thì tất nhiên mình cũng lấy cuối mình trừ cho đào, và mình đây mình chia cho 20 nè. Đó là mình dò em này. Đó, tương tự ở đây thì mình start bằng 1.001. Đó. Chắc chắn nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là nhiều so với cái việc em bấm số 0 vô lung. Tất nhiên bấm số 0 vô lung cũng được nha, nhưng mà nó sẽ không chính xác bằng cái việc là em bấm 0.001, hoặc là ở đây là 1.001 tới số 10. Đó, tới số 10. Cũng cũng là số 10, cạn vô cùng thay bằng số 10. À, ở đây cũng như vậy. Ở đây thì không, ở đây số 2 mà có dấu vuông á thì bấm số 2 vô luôn nha. Dấu vuông á cũng có ý nghĩa là lái luôn cái số 2 luôn. Đây. Đó, những cái chỗ như đây thì chú ý nha. Đó, chú ý gì đó. À, bấm rồi mình dò dò đi dò lại. À, đôi khi mình cũng phải bấm hai lần. Bấm hai lần là gì? Bấm hai lần là gì? Bấm hai lần là khi mình bấm một cái này, nối cho nó kỹ kỹ chỗ này chỗ này. Bấm hai lần là bấm một lần như ra đây này, nó sẽ ra được hai một cái cọc fx như này. Thì ví dụ tìm ra giá trị nhỏ nhất là bằng 6.8 đi, nó sẽ ra từ x bằng bằng 3 đi chẳng hạn đi. Ví dụ thôi nha. Mà mình muốn cái kết quả của mình á nó được chính xác hơn một chút nữa á, thì mình sẽ bấm lại một lần nữa. Nhưng mà bây giờ cái việc mình bấm á, nó sẽ không bắt đầu từ 0.001 và kết thúc bằng 10 nữa, mà nó sẽ bắt đầu quanh quanh số 3 đây này. Ví dụ như em thấy 6.8 là min nó sẽ ra tại 3, thì bây giờ em hãy bấm từ 2.5 tới 3.5, 2.5 tới 3.5 để làm rang cho nó quanh quanh số 3 á, bởi vì em còn thu hẹp cái khoảng em bấm lại á, thì cái kết quả của em ra nó còn chính xác. Em bấm lại là gì đây này, hoặc là em nếu em muốn chính xác thì em sẽ bấm từ 2.7 tới 3.3, hoặc là em bấm từ 2.8 tới 3.2. Đó thì kết quả của em bấm lại một lần nữa thì đôi khi kết quả nó là số 7. Đó, hoặc là 6.99, em phải chọn đáp án như đây. Đáp án này đáp án giả sử thôi nghe. Đó, như dưới đây. À, được chưa? Đó. Thì cái cách mà khi nào mình cần phải bấm hai lần, thì khi mà những cái đáp án của mình đó em nó chen nhau không có nhiều cho lắm. Ví dụ như em bấm ra 6.8 này, mà ở đây em thấy số 7 này, mà ở đây á là cái số này khoảng 7.2 chẳng hạn, trời ơi trời ơi, 7.5 chẳng hạn đi. Và cái số chỗ này nó khoảng 6.5 chẳng hạn đi. Đó, những cái đáp án của mình nó không có chen nhau nhiều, thì hãy nhớ là mình nên cẩn thận, mình bấm thêm một lần nữa để kết quả của mình nó chính xác hơn một chút nữa. Đôi khi bộ giáo dục nó sẽ bãi mình cái chỗ đó, ngán em, có nam bị bãi rồi đấy. Rồi mình tiếp tục qua cái phần chỗ này. À, nếu mà người ta biểu mình cho mình một cái tập như đây, một cái tập mà nó ngắt quãng như đây nè em này, thì em bấm hai lần này. Lần đầu tiên là bấm từ trừ vô cùng tới trừ một. Trừ vô cùng chúng ta sẽ dùng cái số là trừ 10 để đại diện cho cái trừ vô cùng, còn trừ một thì viết trừ một đúng không? Đây cũng vậy, từ một tới 3/2 thì bấm thêm lần nữa. Sau đó em ghi nhận cái nào là min, cái nào là max. Ok em nè, nghe là bấm lần nhất em ghi ra cái min với ghi ra cái max, bấm lần hai ghi ra cái min với ghi ra cái max, thì từ đó em sẽ có được
cái mà em cần có. Đó. Và đôi khi thì nó không có min, không có max được nha em. Đó, nó không có min, không có max. Rồi. Nó không có min. Đó, để chú ý điều này. Rồi. Rồi, đó là cái phần để bấm, bấm máy tính. Mình cũng không có gì, không có nhiều. Em ta qua cái phần tiếp theo là cái phần chữ M. Ở phần này thì mình cần lồn hai cái bài toán SADA. Hai bài ha. Em ghi nè. Hai bài, ba bài gì đó. Em lo hàng hai bài này đi. Bài màu với lại bài hai. Bây giờ anh sẽ làm bài hai trước, làm bài màu sai. Bài hai này. Ông lại bài hai nói rằng cho cái hàm số nó thỏa mãn cái điều đó, mệnh đề nào cái này đúng. Min gạn với max trên đoạn từ 1 tới 2 là 16 phần 3. Em hiểu rằng là cái hàm số này á, nó được gọi là hàm nhất biến, tức là một á là nó sẽ đồng biến, hai á là nó sẽ nghịch biến. Nếu mà nó đồng biến á thì nó sẽ trả từ, nếu mà em đoan xét trên đoạn từ 1 tới 2 thôi này, nó sẽ trả từ S1 tới S2. Và nếu mà nó nghịch biến á thì nó sẽ trả từ S1 xuống S2. Trong cả hai trường hợp này á thì S1 và S2 nó đều đóng vai trò là cái min với lại cái max của cái hàm số này trên cái đoạn từ 1 tới 2. Mà người ta yêu cầu rằng á là min cạn với max là bằng 16 phần 3. Cho nên mình không cần phải phân biệt đâu là S1, đâu là S2. Cho nên các yêu cầu về toán á nó sẽ tương đương với là S1 cạn S2 bạn 16 phần 3. Hiểu mà, có nghĩa là khi mà cái mình biết chắc chắn á, là F1, F2 này sẽ có một cái là min, một cái là max bởi hai cái trường hợp mình vẽ này, dù là trường hợp gì đi nữa thì hai cái này nó sẽ một cái là min, một cái là max, mà người ta cùng biểu min cạnh max nên mình đâu cần phân biệt đâu. Để F1 và F2 vô luôn. F1 là gì? F1 là tha số 1 vô, chúng ta có 1 cạnh m chia cho 2, chia cho 1 cạnh 1 đây. F2 là gì? F2 là 2 cạnh m chia cho 2 cạnh 1. 1 cạnh m chia 1 cạnh 1 với 2 cạnh m chia 2 cạnh 1. 16 phần 3. Giờ ta tìm được mà. Ta tìm được mày. À, tìm được mày. Tìm được mày sau đó so sánh. Ví dụ như mình tìm được mà bằng 3 đi, ví dụ thôi nè, thì chọn đáp án B đó, là từ 2 tới 4, mà trong đoạn từ 2 tới 4 là bằng 3 đó. Được chưa? Rồi, đó là câu 2 mà. Nó là câu 1 như thế nào? Hàm số như thế này, thỏa mãn min của A bằng 3, bạn B là sẽ là đúng. Bây giờ min á, hắn bằng 3 á, thì bây giờ mình sẽ không phân biệt được là tất nhiên là trả từ 2 tới 4 này thì mình cũng có hai cái đồ thị. Cái trường hợp thứ nhất á, là trường hợp đồng biến. Đồng biến á, thì đây chính là F2 và đây chính là F4, trả từ 2 tới 4. Thì min lúc này là gì đây? Min lúc này là F2 đúng không? F2 là min thấp nhất, mà điểm thấp nhất là min là F2. Đó, nên mình phải xét hai trường hợp. Xét hai trường hợp thì phải nói về đồng biến đúng không? Trường hợp thứ nhất này. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 1 thì hàm số đồng biến. Đồng biến là như thế nào? Đồng biến là AD trừ BC phải lớn hơn 0. AD là 1 nhân trừ 1 là trừ 1. BC là bằng M phải lớn hơn 0. Tức là M nhỏ hơn trừ 1. Thì lúc này F2 này nó chính là cái min. Cái min của hàm số trên đoạn từ
F2 T4 à, thì cái này người ta nói bằng boy. F2 thì bằng bao nhiêu? F2 thì bằng hai số 2 vô trong này, 2 cạnh mở chia cho 2 trừ 1 thì bằng 3. Thì đó tính được là m bằng 1. Đó. Nếu mình so sánh với cái điều kiện ban đầu thì thấy rằng là m bằng 1 thì m không thể nhỏ hơn trừ 1, trường hợp này là C. Nên còn một trường hợp nữa thì nó có thể nghịch biến trên đoạn từ 1 tới 2 nữa, từ 2 tới 4 nữa. Thì cái đồ thị nó sẽ như thế này. Đồ thị nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ chạy từ F2 tới F4. Thì nếu mà nó nghịch biến á thì AD trừ BC tức là trừ M là trừ 1 trừ M nhỏ hơn 0 tức là M lớn hơn trừ 1. Đó nha. Thì khi đó mình thấy được là F4 nó sẽ bằng min này. Đây chính là bằng min này. Mà F4 là bằng gì? F4 là bằng F4 là bạn chi quay lại bài F4 là bằng 4 à, cạn m đúng không, hai số 4 đây này chia cho 4 trừ 1 thì bằng 3 đúng không, bằng 3. Từ đó mình giải được m bằng nam, m bằng bằng nam đúng không, bằng nam, m bằng nam thì thỏa mãn là m lớn hơn trừ 1 này, cho nên m bằng nam nó sẽ là đốc số của mình. Mà bằng nam thì mà nó lấy bằng 4, nó bằng oai. Đó, cho nên câu 1 nó sẽ khớp với câu 2 ở chỗ là mình phải xét cái trường hợp là 1 là đồng biến hay là nghịch biến. Trường hợp 1 là hàm số nghịch biến hay là đồng biến. Đồng biến thì AD trừ BC lấy bằng 0. Mà đồng biến thì cái điểm thấp nhất chính là min. Điểm thấp nhất chính là F2. Mà nghịch biến thì điểm thấp nhất chính là F4. Được chưa? Nghịch biến là F4. Rồi. À, ngồi ra còn những cái bè dưới này nè, rất là nhiều những cái bè ở dưới này, rất là nhiều bè ở dưới này. Đó, mà dựa theo những cái bè ở trên này để em làm thôi. Nó mà những bè ở trên này. À, mà hạt là bè 15 nè, bè 15 ở đây. Để làm được bè 15 này á thì em phải nắm được cái quy tắc để tìm được giá trị nhỏ nhất hoặc là giá trị lớn nhất của một hàm số trên một đoạn mà không cần phải mà không phải bấm máy tính. Thì đó là bài 15 có thể bấm máy tính được này. Em có thể tha thế từng đáp án ở chỗ này vô này, vô trang chỗ này và em bấm 1, 2, 3, 4, 4 lần như thế mà trên đoạn từ trừ 1 tới 1 mà đáp án mô mà không cho được giá trị nhỏ nhất bằng căn 2 á, em sẽ chọn đáp án đó là đáp án của mình. Ok, đúng không? Đó là cách lồn của mình. À, là bấm tất cả những cái đáp án mà bàn tha mà bằng căn 2 vô, tha mà bằng 2 căn 2 vô như thế. À, những cái bài mô mẫn cho giá trị của mà cụ thể đó nè thì mình có thể bấm được. Ví dụ những bài mô mẫn cho tích tìm tích tất cả giá trị của phần tử của này nè thì mình chịu trách mình đâu có bấm được đâu đúng không? Những bài mô mẫn cho như thế thì mình chịu trách mình đâu có bấm được. Và những bài như thế thì mình phải độ hồn. Thế là mình tìm nghiệm. Nghiệm độ hồn xong rồi mình tìm nghiệm xong rồi mình bấm à, mình sẽ xét những à, mình sẽ xem cái quy tắc ở đây này, quy tắc ở đây này đó là mình sẽ tính ấy mình sẽ tính giá trị của hàm số tại những cái nghiệm đó và tính giá trị của hàm số tại hai đầu múc. Thế là mình sẽ cho những cái nó là bằng bằng với cái 10 16 thì mình sẽ tính được à, mình sẽ tìm được đáp án của mình. Được chưa? Này cũng độ hồn và tìm nghiệm rồi. À, có một dạng nữa mà cần phải chú ý đó là cái dạng tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của một hàm số chứa giá trị tuyệt đối, chứa giáo giá trị tuyệt đối nha. Rồi mình sẽ ghi lý thuyết bên này, mình sẽ ghi lý thuyết và rõ ràng này. Thì cái thứ nhất là hàng
Phim để hàm số này thỏa mãn cái điều kiện gì đó cho nhóm chấm. Thì có một cái lưu ý mà em vẫn phải ghi vô này, đó là cái cho cái hàm số f(x), cho cái hàm số f(x) có min của f(x) trên một cái đoạn AB thì đàn m nhỏ và mát của f(x) trên một đoạn AB thì đàn m lớn. Khi đó cái mát của f(x), cái mát của trị thiệt đáo f(x) thì nó sẽ bằng là m lớn hoặc là bằng trừ m nhỏ. Đấy. Còn cái min của hàm trị thiệt đáo f(x) thì nó sẽ bằng ba trường hợp, một là bằng m nhỏ, hai là bằng trừ m lớn, và ba là bằng không. Đó, nhớ công thức này. Nhắc lại một lần nữa này, cho một cái hàm số f(x) thì min của f(x) thì bằng m, đây là không có trị nghe, mát của f(x) là bằng m, m lớn. Khi đó cái mát của trị tuyệt đối f(x) á là bằng m lớn hoặc là bằng trừ m nhỏ ở đây, là trừ min bằng mát của hàm gốc hoặc là bằng trừ min của hàm gốc, hoặc là và min của trị tuyệt đối f(x) á là bằng min của hàm gốc hoặc là bằng trừ mát của hàm gốc hoặc là bằng không. Nó có ba trường hợp như vậy đó, cái mình mới dùng. Thế nên mình xử lý một bài thử bên này nè, đây xử lý cái bài này mình chờ anh chút anh lồn ra này đang cho nó dễ. Đấy. Yeah, có màu em. Đó là có màu. Có màu. Đầu tiên á, em xét cái hàm số ở phía trong. Các bạn em xét hàm số phía trong, mình xét cái hàm số f(x). F(x) bằng x mũ 3 trừ cho 3x trừ cho b cả với m. Thì tất nhiên mình sẽ xét ở trên, không cần xét trên đoạn gì đâu, xét thôi. Bây giờ mình sẽ, bởi vì cái định lý ở đây này nó nói là phải tìm min của f(x) với lại mát f(x), cho nên mình sẽ cố gắng tìm ra min của f(x) với mát f(x) trên đoạn từ 0 tới 2. Cái quy tắc tìm của mình á, đối với cái việc làm từ lộn mà không bấm máy tính á, nó sẽ là tính y f phải trước này, f phải trước này, f phải là bằng 3x bình trừ 3. Đó, từ 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 nghe hò phản đối chứ hệ f phải bằng 3x bình trừ 3. Và chi nữa ta, và cái 3x bình trừ 3 à, và sau đó mình đi tìm nghiệm của f phải bằng 0. Để tìm được nghiệm f phải bằng 0 thì bấm máy tính mình sẽ ra hai nghiệm, đó là x bằng trừ 1, x bằng 1. Thế đó mình xem thử là hai cái này này, cái nồi mà thuộc trong khoảng từ 0 tới 2 thì cái này này thuộc trong khoảng từ 0 đến 2, thì lúc đó mình sẽ đi tính f1 mà thôi, f trừ 1 thì mình bỏ đi, mình sẽ tính thêm hai cái này là f0 với là f2 rồi. Ở đây mình phải tính cái này bởi vì háng là cái ở đây là bởi vì háng là hai cái đầu múc và không với hai, mình phải tính f1, mình phải tính được đấy. F1 bằng đây 1 trừ 2 là m trừ 2, f2 f0
là bằng 0 bằng m, và F2 thì nó sẽ bằng tốn mà trừ cho xá là bằng 2, bằng m cạnh 2. Cái đó theo quy tắc tính min max của mình á, thì trang bo giá trị này mình sẽ lựa ra có giá trị nhỏ nhất mình là min, và nhỏ lớn nhất thì bằng là mình là max. Cái này chính là cái min này, cái min của fx trang đoạn từ 0 tới 2, và tương tự thì cái này nó sẽ là cái max của fx trang đoạn từ 0 tới 2, đúng không? Đây là cái min, đây là cái max. Và đang nữa bạn, và tiếp tục vậy thì sau đó mình tung theo cái quy tắc hồi nãy, đó là giá trị lớn nhất của hàm số trị tuyệt đối á, thì theo quy tắc của mình á thì giá trị lớn nhất á, một á, là nó sẽ bằng max, hai là nó bằng trừ min, thì yêu cầu bề toán này sẽ tương đương với là hay không, mình sẽ yêu cầu bề toán mình sẽ ghi là cái, có nghĩa là cái max, cái mát của hàm số trị tuyệt đối biết đó, thì một á là nó sẽ bằng là mát nay lung, thì một nó sẽ bằng m cạnh 2, hai là bằng trừ min, tức là bằng trừ của m trừ 2, đúng không em, m trừ 2 đó, một là bằng m lớn, hai là bằng trừ m nhỏ, thì chúng ta có là nếu mà bằng m lớn thì m cạnh 2 thì bằng 3, hoặc là trừ m trừ 2 bằng 3 đó, thì khi đó mình sẽ có được là m bằng 1 với là m bằng trừ 3 bằng trừ 1 đó, thì khi đó mà số phần tử là 2, 2 phần tử phải bỏ này được chưa. Tương tự những cái bề bề này nữa nè, bề này có công thức, bề này công thức có nghĩa là tìm được giá trị lớn nhất của hàm số này là nhỏ nhất, em sẽ ghi là một cái hệ công thức mới này, công thức mới để giá trị lớn nhất của fx của trị tuyệt đối biết là nhỏ nhất á, thì chúng ta sẽ có là max của fx nó sẽ bằng đúng luôn trừ min của fx luôn. Mà max với min em tìm được như thế nào á, thì tìm bằng cách như nãy, có nghĩa là để mà giá trị lớn nhất của fx là giá trị lớn nhất á, là nhỏ nhất thì max sẽ bằng trừ min. Này, ghi công thức này vô ấy, ghi công thức này vô. Đối với bề 12, bề 12 chúng ta sẽ có là cái bề này là trang đoạn không vượt quá 20, giá trị lớn nhất của cái hàm số này không vượt quá 20, quá 20. Đó, thì mình sẽ trở lại với cái việc là mình trang cái bề này, thì mình sẽ không dễ theo công thức nữa nữa, mình sẽ có cái công thức nhá, cái chữ không vượt quá thì mình sẽ dễ theo kiểu này, tức là em sẽ có này maximum của cái hàm số trị tuyệt đối biết này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 20, mà cái max của hàm số fx mà nhỏ hơn bằng 20 thì chúng ta sẽ có là cái hàm số fx nó cũng phải nhỏ hơn bằng 20, bởi vì cái max của hàm số đã nhỏ hơn rồi thì hàm số fx phải nhỏ hơn bằng 20, mà trang đoạn từ 0 tới 2 với mũi x thuộc trang đoạn từ 0 tới 2. Ở đây mình sẽ xử lý như thế này này, mình sẽ xử lý là mình sẽ chép lại, không, mình sẽ có là cái hàm số fx của mình á nó sẽ lớn hơn nhỏ hơn bằng 20, và nó sẽ lớn hơn bằng trừ 20, đúng không em, nhỏ hơn bằng 20 và lớn hơn bằng trừ 20 ấy. Cái mình chép cái nó vô lại một lần nữa, mình chép cái nó vô thì cái nó sẽ là đây, đó là 1/4 này, 1/4
có hai cái, 1 phần 4 x mũ 4 trừ cho 19 phần 2 x mũ x bình cạnh với 30 x cạnh m trừ 20 nhỏ hơn bạn 20, và cỏ cái này như đây lớn hơn bạn thành người nhỏ hơn bạn 20 chứ, nhỏ hơn bạn 20 và cỏ cái này nè nó sẽ lớn hơn bạn 20 là lớn hơn bạn trừ 20, lớn hơn bạn trừ 20. Thì cái thứ nhất mình xử lý như thế nào? Bởi vì đây là nhỏ hơn bằng 20 với mũ x thuộc trong khoảng từ 0 tới 2, mình sẽ lồm là mình sẽ cô lập m lại, đó là m nó sẽ nhỏ hơn mặt bằng 20 là 20 bên đây này trừ cho mấy bò con bên đây chuyển qua thì 1 phần 4 x mũ 4 trừ cho 19 trên 2 là đó đó bò con chuyển bên đây, cho nên là với mũ x thuộc trong đoạn từ 0 tới 2 thì có phải ở đây á em đã cô lập được m thành công không? Cô lập được m, m nhỏ hơn một cái hồng số nào đó trên đoạn từ 0 tới 2 thì có phải m nó phải nhỏ hơn hoặc bằng cái mà nó phải nhỏ hơn bằng cái min, à, nhỏ hơn bằng cái min của hồng số đó trên đoạn từ 0 tới 2. Em tìm cái min của hồng số này trên đoạn từ 0 tới 2 là được. Cái ở dưới này thì em cũng cũng cô lập được là m nó lớn hơn bằng một cái hồng số đó trên đoạn từ 0 tới 2. Đó, từ đó em sẽ tìm được cái max của hồng số này đoạn từ 2 cho nó em vô lại. Đó là cái cách lồm để lồm những cái dạng không vượt quá 20 em mày. Đó, không vượt quá 20. Rồi. Alo alo, à không phải cho nên giờ thôi mình sẽ nghỉ tại đây mới đấy và à, sai hạt lệ với mô anh sẽ thông báo sai. Bạn biết.